Dự báo thời tiết đêm 29 và ngày 30 tháng 1 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi thấp nhất dưới 8 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, có nơi trên 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng có sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, có nơi trên 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ.